là giáo sư tiến sĩ, phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, nông nghiệp Cần Thơ, viện đại học Cần Thơ phải không? Người này là Phan Quang Nghĩa. Nói tên Phan Quang Nghĩa. Giữ qua lâu hơn mình ha. Rồi xin hỏi anh tên chi? Quên hả? Quên rồi, bỏ tên luôn. Nguyễn Thanh Bình. Lúc trước Nguyên là gì? Nguyên là giáo viên. Rồi bây giờ giáo sư. Giáo viên bây giờ là giáo sư đại học. Giáo sư Trung Danh Tuyến đó, tôi còn nhớ. Đúng không? Đó. Còn mấy chị này chắc cũng vậy. Dạ, không có, em là giáo viên cấp 3 thôi. Giáo viên cấp 3. Rồi trường Trong Liêm ạ. Lý Tự Trọng. Đây An Thông Trang trước Lý Tự Trọng. Ủa, sao vậy? An Thông Trang là chung với chị Bích Lan, lúc đó làm hiệu trưởng. Thầy Trần Trúc Sơn làm hiệu phó. Sau thầy Trần Trúc Sơn về Cái Răng chuẩn gì không? Mình mới về dưới Tân Kiều. Dạ, không? Cũng hơi bị lâu. Học trò mình giờ nó cỡ bự không à. Dạ đúng rồi. Đây là bạn Diệp Tấn Thông. Không biết tên gì, không biết luôn. Đứt em Mỹ rồi luôn. Diệp Tấn Thông. Là cái người ghi hình là Trương. Trương Lá Bình Hồng đưa đứa kế Lá Bình Hồng là Trương Quang Mỹ. Hay còn gọi là Mỹ Gà Lôi. Mỹ Gà Lôi. Đây giọng cười nó giống như Gà Lôi. Gà Lôi. Đây chào thầy, thầy Điệp. Mùi kiếm không thấy ta. Mùi kiếm hả? Đây là bạn này tên Điệp Trường Trị. Điệp. Ở đây Xuân. Xuân. Xuân nha. Học chung lớp mình không? Nhớ, in là chung lớp mình đó. Mỹ Gà Lôi. Nhớ không? Mỹ gọi là Mỹ Gà Lôi. Mỹ Gà Lôi đó. Mỹ Gà Lôi đó. Đó là tướng đô lắm. Sao bây giờ nhận thấy không có đô như nó ta? Dạ thôi. Dạ rồi. Đó là thích đá banh lắm rồi. Không, Mỹ là bóng bàn chứ không đá banh. Bóng đá là bóng. Nhưng sao có thành tích là Gà Lôi? Đại cười, giọng cười giống như Gà Lôi. Mấy ông không bằng tôi đâu. Ít đất vẫn ngày 40 cái nha. 40 cái. Đăng thành tài xong mà ngăn tài mất rồi. Mất rồi hết. Đăng tài mà làm ở phòng giáo dục đó phải không? Không biết là tại lâu quá tôi không gặp. Đăng tài ở đó cũng học trường lớp mình nè. Đăng thành tài có hai ba tài luôn nha. Tại nhưng mà đăng thành tài là cái nhà nó lúc trước ở gần nguồn biển này. Chào anh. Chào bạn. Anh này anh gì quên rồi ta? Kìa. Yeah. Rồi. Xin chào. Quay phim luôn. Yeah. Rồi. Anh gì quên rồi? Bé. Rồi anh bé. Rồi bạn này bạn mình nè, học chung nè. Cảm. Hả? Cảm. Cảm. Bây giờ làm gì không Cẩm? Về hưu chứ làm gì nữa. Anh nào cũng về hưu trên rồi ha. Về hưu là nghỉ luôn. Nghỉ luôn rồi. Ai quên rồi ta? Minh Thông nè. Hả? Minh Thông. Trời ơi, Minh Thông. Bên này là Thanh My. Bên này là Quỳnh Hữu Tư. Quỳnh Hữu Tư. Còn anh này gì quên rồi? Bạn của Hai. Bạn chí cốt của Hai. Đoạn của chí cốt của Trần Văn Hai. Rồi cái này là Phan Thông Khoa. Trời ơi, chạng luôn thấy chưa? Đúng không? Nhớ như in luôn. Rồi bạn này là Thanh Đơn Cò. Phải không? Thanh tự là Thanh Đơn Cò. Tôi ở trong Long. Xin lỗi anh thấy quen. Đâu anh nào nào để tôi có ngay rồi đấy. Sao ra bên đầu rồi. Sao tôi không biết anh hả? Biết tôi không? Không, dọn mặt quen rồi biết rồi. Mỹ Gà Lôi. Nhớ chưa? Mỹ Gà Lôi, anh là gì quên rồi? Tôi hả? Lâm Quốc Dũng. Lâm Quốc Dũng. Dũng Râu. Không có râu, cũng Dũng Râu. Mẹ cạo. Đây nè, đây nè, mấy Mỹ nè. Mỹ Gà Lôi, mấy Mỹ Gà Lôi nè. Lâm Dũng Trang.
à. Đó không? Đó không? Không, quên. Đỏ rồi. Đó, xin lỗi anh tên gì? Em Tân. Tân, Tân hả? Tân. Cái gánh nào? À, gánh lớp khoảng mai là lớp 10B2, là kế 10C đó. 10C. Sao không biết đây? Đây sao không nhớ ta? Nguyễn Hoàng Tân đấy nha. Ông Hoàng Tân là làm nước quán đâu phải không? Còn này là thầy Ní của tôi đó nha. Thầy của tôi đó. Thầy là thầy Minh đó. Thầy, này là ai thầy? Dạ. Tôi không nhớ anh ta. Nghĩa. Tôi nhớ mà anh đi bắt chạp á. Anh cô anh Văn Quang Thuận. À. Vậy chắc lớn hơn anh chạp. Chắc lớn hơn mình. Năm nay anh nhiêu rồi? 71 rồi. Ờ thì bởi vậy nhớ lớn lắm rồi. Còn cái này anh này là anh Thanh. Rồi cái tiệm chụp hình ở trên đường Nguyễn Trãi Núi Dài thấy không? Nổi tiếng Cần Thơ về chụp hình. Nhà lúc trước là ở chỗ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đúng chưa? Nhớ rất là rõ. Ngang chỗ anh gì chị Ngọc. Nhà khách Ngọc Dung đó. Nhà của ông già tôi lúc đó là kế chùa Khánh Quang đó. Thì đó biết rồi. Nói về là biết rồi đó. Hồi xưa mình đi uống cà phê mình nói chuyện cũng nhiều lắm đó. Tại anh quên đó chứ. Dạ. Nhớ không? Rồi còn đây là ai đây? Dạ. Ngay đây bắt tay cái coi. Dạ, dạ, dạ. Rồi giới thiệu luôn đi. Tự giới thiệu. Phan Thanh Sĩ. Phan Thanh Sĩ à? Phan Thanh Sĩ. Có khóa tôi không ta? Chung với đợt của tôi với thằng Lam Minh Hồng không? À tôi trước. Trước à? Bởi vì anh nhìn tôi thấy trước. Đây chắc cũng trước luôn. Tôi chung kia trước luôn. Trước luôn. Trước hôm nay là trước cái 4 năm rồi đó. Nhóm này là trước. Đây này là trước. Ông này cũng trước nè. Ông này quá trời gặp quen dữ lắm. Uống cà phê lúc trước nhiều. Dân là lấy tuổi đời 67 rồi mà. Đó. Dữ dằn mà. Còn ông này là họa sĩ đây. Họa sĩ Thắng. Nè. Cỡ này mà còn gặp nhau là vui rồi ha. Thế Thắng. Đúng không? Thằng nào cũng khỏe là vui rồi. Còn bưng ly được. Bưng ly được luôn. Này em gửi qua chồng Tùng rồi nó xem. Yeah. Thằng Tùng nó tháng 4 nó mới về. Nên là tôi nhớ cái chị này quen quen nha. Tôi nhớ cái chị này quen quen nha. Nói giới thiệu cho tôi nghe coi. Không biết nữa. Thôi không biết. Đúng là nguyên hiệu trưởng trường Đoàn Thị Điểm. Châu Văn Liêm. Không chơi Châu Liêm ha. Chơi cấp 1, cấp 2. Thôi, gặp chị vẫn còn khỏe. Hồi sáng này có mấy người phụ nữ á, đẹp tí xíu hay đẹp bước. Rồi. Cái này ta đương quay luôn á. Đương quay luôn mà. Đương quay mà. Đương quay mấy chị này luôn. Không có gì. Đây lâu gặp. Nói giới thiệu mới biết. Trương Thị Bạch Loan. Đây là Trương Quang Mỹ. Wow, vậy anh em biết không? Nhau, phải không? Biết không? Biết. Nghe nói là biết, được học văn giảng hạn gì. Con của ông Thanh Tra Liêm. Nhớ không? Nhớ mong máng thôi. Tại hồi đó đang học luật ở bên đại học. Cái nhà cũ của chị còn. Ê kiếm mình bắt cái micro được mà. Bây giờ là sửa cắt lại cho có cái micro. Cái micro gì đâu á. Xem đây thì thưa quý thầy, thưa các anh chị. Lần này thì các chị có nhiều cái hoạt động các chị anh chị. Thưa tất cả các bạn. Thì
Tết đến xuân về là một cái dịp đoàn tụ gia đình, nhưng mà nay đây chúng ta không phải là gia đình mà chỉ trong phạm vi hẹp, tức là một cấp lớp của Phan Thanh Giảng là niên khóa 76-73. Thì cái lớp này nó cũng có cái đặc biệt mà chúng tôi cũng bày ra cái vụ học bằng là những học sinh Phan Giảng và cái bài đoạn điểm đó là có cái bằng quốc tài 1 cuối cùng và cái bằng quốc tài 2 cuối cùng. Thì cũng muốn gặp mặt để rồi có cái là trao đổi, nhớ lại những cái kỷ niệm thời học sinh. Và qua thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã tổ chức được nhiều buổi gặp mặt như thế này. Có năm thì 2 lần, có năm thì 1 lần. Và đến hôm nay là ngày 9, tức là nhằm 24 tháng 2 năm 2018, chúng ta tổ chức gặp mặt tại nhà hàng ở Châu Đây. Thì một số chào bạn thầy, được đây là thầy giải học, thành được là những thầy chào bạn cơ là thầy nhưng mà dạy ở trường các cái môi trường khác. Tao đứng quay mà mày. Quay hả? Ừ. Xin trân kính chào tất cả các thầy, các anh chị chúng ta có mặt hôm nay. Trong số mời thì cũng xin nói với mấy thằng con mày lúc này sao? Hả? Thằng nhóc thôi. Nhóc nữa. Thì cũng đi làm bình thường. Làm nó làm ở đâu? Hả? Nó làm ở đâu? Làm thị sản Nam Hải. Có gì hả? Hả? Là ở đâu? Chỗ nào? Thị sản Nam Hải trên khu công nghiệp Trà Nóc á. Ừ. Phải nói là địa danh ta mới biết chứ nhiêu đó ta không biết. Tương đối đầy đủ. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức và xin giới thiệu một số các cái vị mà chủ yếu là khách mời. Xin phép tiếp tục để làm công việc của mình. Anh Bình thì anh lo nhiều thứ và thành ra mình cũng xin được phép tiếp công việc. Thì hôm nay mình họp mặt với nhau thì có cái phải đặc biệt là cái nhóm bạn hồi trước tới giờ là của anh Nhãn đâu ạ? Tưởng mắt kìa. Và cũng hàng năm thì hàng năm được là tới chỗ nghĩa chơi thì cũng là họp mặt anh Nhãn được. Nhưng mà đặc biệt năm nay thì các bạn ơi, bây giờ mình cũng tuổi cũng không phải già cũng cao không, mà ai cũng có gia đình vợ chồng nên nó mới đủ thêm. Nhưng mà hôm nay thì các bạn ở trường khác, Cần Thơ mình có 2 trường mạnh dạng đồng điểm là coi như số 1 rồi các bạn, mà rất nhiều mối quan hệ gắn kết tới giờ luôn. Này đó là nhiều có chuyện tình cảm ngày xưa cũng còn không biết tới giờ, cho nên là mình cũng có biết để cho nhau gặp lẫn nhau thì nó chỉ là cái lý do. Thì xin phép được giới thiệu mẹ. Thì trong phòng ở đây thì có anh sĩ